Xin chào mọi người. Cái video này là video giải thích tín hiệu spot là gì. Tín hiệu spot nó có hai loại lận. Cái loại đầu tiên á là bạn nhận video, có nghĩa là bạn coi cái video của mình, gọi là mình giải thích nó đang nằm ở cái sóng số mấy, cái chống lưng là cái gì, cái kháng cự là cái gì, cái vùng nào là cái vùng mua vô và cái vùng nào là cái vùng bán ra. Thì gọi là mình giải thích nó mới với một cái cách mà dễ hiểu nhất có thể. Nhưng có những người mới, gọi là mới, quá mới trong cái thị trường, thì người ta coi vẫn không có hiểu. Bạn có thể coi một hai tập thôi là bạn mà cũng không hiểu. Nhiều lúc thì bạn phải là thiệt sự bỏ một thời gian ra để coi, để gọi là với mang cái tính chất học tập thì bạn mới hiểu. Ok, thì đó là tín hiệu của spot. Thì spot là mình nói là nó có hai loại lận. Loại đầu tiên là những video, và loại thứ hai á là chỉ nhận tin nhắn thôi. Thì cái loại nhận tin nhắn thôi thì nó phù hợp cho những người nào mới bước vô thị trường, bởi vì cái tin nhắn thì ở trong đó nó chỉ có giá mua, giá bán vậy thôi. Cái đồng này, cho là một ví dụ là đồng BTC, Bitcoin, mua ở cái giá này, bán ở giá này, chấm hết. Đồng Ethereum, mua ở giá này, bán ở giá này, chấm hết. Thì riêng về cái những người mới bước vô thị trường á, nếu bạn theo đuổi kiến thức thì nên đăng ký video. Còn mà bạn muốn chỉ có chốt đơn không thôi á thì đăng ký tin nhắn, nó dễ dàng, bởi vì chỉ có giá mua và giá bán. Bạn cài đặt vô cái máy của bạn để chốt đơn vậy thôi. Thì không gọi là ai cũng có thể chốt đơn được, ai cũng có thể tạo lợi nhuận trong cái thị trường này. Thì mình muốn gọi là cái gì đó, phân tích nó, nghe, phân tích nó. Những người nào theo đuổi kiến thức, đăng ký video, spot video. Những người nào chỉ theo đuổi chốt đơn không thôi, nghe, chốt đơn không thôi, thì gọi là đăng ký tin nhắn. Vậy thôi, xin chào mọi người.